Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Đỗ Thị Thanh Hà, tôi đang sinh hoạt tại đạo tràng Minh Hậu, thuộc câu lạc bộ Út Vàng, tập Tư Lục Hòa, chùa Ba Vàng. Tôi là Trần Thắng, pháp danh Quảng Phúc, và đang sinh hoạt tại đạo tràng Minh Long Tây Mỗ. Tên tôi là Mai Thị Hoa, pháp danh Hiền Nhu, hiện nay tôi đang sinh hoạt tại đạo tràng Minh Long An Khánh. Đã 3 tháng nay do dịch bệnh virus Corona nên tôi không được về chùa, và hiện tại bây giờ cảm nhận của tôi là tôi rất nhớ chùa. Dịch bệnh Covid đang diễn ra cho nên là chúng tôi không thể về chùa để tu học được. Nhưng ngày hôm nay khi tham dự chương trình trực tuyến, chúng tôi cũng cảm nhận được chương trình tổ chức rất là ấm cúng. Như chúng tôi đang được về chùa, đang được đứng tại chùa để mà tham dự chương trình. Chúng tôi cùng nhau hướng tâm về chùa, cùng nhau qua màn hình ảnh nhỏ để theo dõi chương trình Đại lễ Phật Đản tại chùa Ba Vàng được Sư Phụ và Đại Tăng tổ chức. Tôi rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là tôi đã được Sư Phụ cũng như là Đại Tăng truyền giới bác con trai trực tuyến. Tôi xin nguyện sẽ giữ gìn giới của người Phật tử tại gia, từ đó bản thân mình sống được lành thiện hơn. Như chư Phật suốt đời ngày ăn thi thời, hôm nay một ngày một đêm, các quý Phật tử không ăn thi thời, mô Phật chúng con xin giữ được ạ. Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. Chúng tôi xin hứa là sẽ giữ chọn giới mà Sư Phụ đã truyền cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xin nguyện là sẽ vâng lời và giữ giới của ngày hôm nay. Con mắt của Phật là con mắt của bậc đại nhân, bậc đại trí tuệ. Ánh sáng của Phật là ánh sáng trí tuệ đem đến cho thế gian này. Ánh sáng mặt trời không so được với ánh sáng này. Ngài ra đời là mở mắt lớn cho chúng sinh, là soi sáng tỏ con đường cho chúng sinh. Bao nhiêu kiếp chúng ta tâm tối u mê, lầm đường lạc lối, không biết đi đâu. Và hôm nay là cái ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn đản sinh, thì Thầy rất mong muốn tất cả đại chúng thấy được ý nghĩa to lớn của ngày Đức Phật ra đời này, để chúng ta trân trọng, và hơn thế nữa sẽ làm cho Đức Phật ở trong ta ngày ngày đản sinh. Qua bài pháp hôm nay của Sư Phụ với chủ đề sự xuất hiện vi diệu của mắt lớn, ánh sáng lớn, thì tôi đã hiểu thêm được rằng Đức Phật ra đời là để cứu vớt chúng sinh đang trầm luân trong nghịch khổ. Người xuất hiện đã mang đến một giáo pháp bất diệt, một ánh sáng rất là lớn, một ngọn đèn rất là lớn để soi rọi cho chúng tôi. Ngài sinh ra đời đã đem lại cho chúng tôi những chân lý tối hậu để giúp chúng tôi hạnh phúc, chân thật hạnh phúc. Đêm Ấn Độ bình an, nước sông Hằng trong xanh, sóng lặng lững lờ êm trôi, bầu trời thanh thanh, gió mát trong lành, hoàng cảnh thanh bình, hoàng hậu Ma Gia ứng mộng.
Kính lạy Đức Thế Tôn, nay đệ tử chúng con thành kính dâng lên Đức Thế Tôn ánh sáng của ngọn nến nhỏ bé này. Nguyện với tất cả tâm thành của chúng con mà chúng con sẽ được đón nhận từ nơi Thế Tôn ánh sáng trí tuệ, sẽ thắp sáng nơi tâm chúng con, khiến cho chúng con được trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, thành tựu đạo quả, độ thoát chúng sinh. Nên trong hoa đăng thật trang nghiêm, và con cảm thấy rất cảm xúc khi sư phụ truyền trao những nguồn ánh sáng từ bi và trí tuệ mà nơi đức Phật thật tuyệt vời và truyền trao trong con, và con xin cảm nhận ân đức của Đức Thế Tôn và sư phụ Thích Trúc Thái Minh. Chúng tôi xin được tri ân Tam Bảo, tri ân sư phụ Thích Trúc Thái Minh. Nhờ có sư phụ giảng dạy, chúng tôi mới hiểu được cần phải làm như thế nào để thực hành lời Phật dạy, để ứng dụng lời Phật dạy trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi nguyện sẽ chăm chỉ tinh tấn học pháp và sẽ lấy công đức học pháp cũng như là công đức tu tập chỉ giới bát quan trai ngày hôm nay để dâng lên tri ân sư phụ cũng như là tri ân ngày Phật đản sinh.